Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Thời điểm hiện tại, sau khi sự ra mắt của dòng iPhone 12 series của nhà Apple ấy, thì rõ ràng là những chiếc iPhone thì đang cực kỳ được săn đón luôn. Từ những chiếc điện thoại iPhone 12 series này mọi người tìm hiểu để có thể mua máy mới, hay thậm chí là với những chiếc iPhone 11 mình đang có ở đây, iPhone XS hay là iPhone X Pro thì cũng đang được săn đón bởi vì là nó đang được giảm giá cực kỳ tốt. Có một số người bạn của mình thì thậm chí là đang sử dụng Android quen từ trước đến nay rồi, thì cũng hỏi mình rằng là tao có nên đổi thử sang iPhone để có thể sử dụng xem là nó có thú vị hay không. Vì vậy mà hôm nay hãy cùng Hoàng Hà Channel đi tìm hiểu cái chủ đề, đó chính là những cái loại người nào thì không nên sử dụng iPhone, hay còn nói cách gọi khác là iPhone sẽ không dành cho bạn. Loại người đầu tiên ấy thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng iPhone, đó chính là các bạn thích sự thay đổi nhiều, nhất là về sự thay đổi về thiết kế. Như mọi người đã biết thì những ai sử dụng iPhone thì đã quá quen với những cái thiết kế của iPhone của mình. Ví dụ như kiểu là từ đời iPhone 3 cho đến tận là iPhone 8 ấy, thì chúng ta có cái sự thay đổi cực kỳ nhẹ về phần thiết kế mà thôi. Cùng lắm là thay đổi về phần viền bo cong này, chuyển từ vuông sang bo tròn, hay là chuyển về kích thước màn hình khác nhau. Cho đến tận đời iPhone X thì mới có sự thay đổi lớn về mặt thiết kế màn hình. Từ đời iPhone X cho đến iPhone 12 bây giờ thì sự thay đổi về thiết kế cũng không quá là nhiều. Vì vậy mà khi các bạn chọn sử dụng iPhone ấy, thì phần thay đổi về thiết kế cực kỳ nhỏ. Nên là nếu các bạn là một người thích thay đổi ấy, sử dụng iPhone có lẽ không phù hợp. Trong khi đó thì nhìn sang hệ sinh thái Android, chúng ta có rất rất là nhiều dòng máy. Tất cả những hãng khác nhau, ví dụ Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus hay là Google thì đều có cái sự thay đổi cực kỳ nhiều, và thậm chí là họ rất là thoải mái trong việc là thiết kế mới này, cho thêm vào nhiều cái tính năng này, cho thêm vào những cái chất liệu mới. Vì vậy mà nếu các bạn tìm kiếm để đổi những cái thiết kế cho mình này, đổi những cái dòng máy khác nhau ấy, thì rõ ràng là iPhone sẽ không phải là một cái dòng điện thoại phù hợp. Và kiểu người thứ hai mình khuyên là không nên sử dụng điện thoại iPhone, đó chính là các bạn bằng một cái lý do nào đó không thể sử dụng Face ID. Ví dụ như kiểu các bạn làm những cái công việc mà chúng ta phải đeo khẩu trang nhiều này, đeo kính râm hay là cover kiểu che mất mặt của mình nhiều ấy, thì các bạn cũng không nên sử dụng những dòng điện thoại iPhone. Chúng ta đều biết rằng là năm 2020 thì chỉ có dòng điện thoại iPhone SE 2020 thì chúng ta vẫn còn sử dụng cái cảm biến vân tay mà thôi. Còn lại từ dòng iPhone X cho đến là iPhone 12 series bây giờ thì đã đều đổi sang cái nhận diện khuôn mặt rồi. Có rất là nhiều tin đồn về iPhone 12 sẽ có thêm cả cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên thì Apple vẫn đang gọi là không có một cái dự định nào có cảm biến vân tay cả. Cho nên là các bạn sẽ không thể nào mở khóa bằng vân tay cho nó tiện lợi, mà các bạn sẽ phải mở màn hình lên để có thể ấn mật khẩu. Thì rõ ràng là nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, đặc biệt là trong cái thời gian mà đại dịch Covid-19 vừa rồi. Khi mà sử dụng chiếc điện thoại iPhone của mình ấy, thì thực sự đây là một cái điều rất là phiền. Mỗi khi mình dừng lại trên đường này, sử dụng ngoài đường, đeo khẩu trang ấy, thì chúng ta lại phải gõ lại những cái dòng mật khẩu. Cho nên là với những bạn nào mà hay sử dụng khẩu trang, đeo kính hay là không thể nào sử dụng nhiều Face ID ấy, thì rõ ràng iPhone cũng sẽ là một cái cân nhắc mà các bạn nên để ở trong đầu. Bởi vì là Android thì chúng ta thường biết rằng là kể cả flagship hay là những cái điện thoại tầm trung thì chúng ta đều có những cái phương án mở khóa cực kỳ nhanh, ví dụ như kiểu là vân tay dưới màn, vân tay sau lưng hay là vân tay ở cạnh bên. Và kiểu người thứ ba mà mình nghĩ là các bạn không nên sử dụng những điện thoại của nhà Apple, đó chính là những bạn mà đã quen sử dụng hai ứng dụng trên một màn hình. Những bạn nào mà chưa bao giờ dùng điện thoại Android, ví dụ như kiểu là chiếc điện thoại đầu tiên của các bạn đã là chiếc điện thoại Apple rồi ấy, thì các bạn sẽ không biết đến tính năng này. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng cả hai ứng dụng về Facebook này, YouTube trên cùng một màn hình, chia đôi màn hình ra, hay là chia đôi những cái cửa sổ vừa check mail vừa nghe nhạc, hay là thậm chí là còn có cả bong bóng chat ở trên màn hình nữa, cực kỳ tiện nếu như các bạn đã từng sử dụng Android. Còn với những bạn nào mà đang sử dụng Android ấy, sử dụng quen cái tính năng này rồi, khi mà chuyển sang điện thoại của Apple thì rõ ràng sẽ là cảm thấy rất là khó chịu khi mà chúng ta sẽ không thể nào sử dụng hai ứng dụng trên cùng một màn hình. Điều này thì được Apple giải thích rằng là trên một cái màn hình hiển thị của điện thoại khoảng tầm hơn 6 inch thì không đủ diện tích để chúng ta có thể sử dụng hai ứng dụng cùng lúc. Nhưng mà có một cái điểm mà mình cảm thấy rất là khó chịu mặc dù mà mình đã dùng điện thoại Apple khá là lâu, đó chính là về phần bong bóng chat. Đây là một cái phần mình cảm thấy là cực kỳ hay ho trên những cái thiết bị của Android. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái điểm mà các bạn nên cân nhắc khi mà chuyển sang một cái thiết bị của nhà Apple nhá. Và kiểu người tiếp theo mình khuyên các bạn không nên sử dụng điện thoại của nhà Apple, đó chính là những bạn nào mà thích vọc vạch về phần giao diện cũng như là phần mềm.
Mọi người thì đều nói rằng là hệ điều hành iOS là một cái hệ điều hành rất là kín, rất là đóng. Chúng ta không thể nào mà tương tác được quá là nhiều vào cái hệ điều hành này. Không thể nào tùy biến này, cho phép những ứng dụng thứ ba, cho phép chúng ta code ra những cái sự khác biệt trên điện thoại của mình. Cho nên là với những bạn nào mà thích vọc vạch này, thích thay đổi nhiều về phần ứng dụng này, giao diện, hình ảnh ấy, thì rõ ràng là sử dụng iOS sẽ là một cái điều như kiểu cầm chân các bạn lại vậy. Còn nhớ cái thời điểm mà mình sử dụng những chiếc điện thoại iPhone đầu tiên, ví dụ như kiểu là iPhone 4 này, iPhone 5, thì chúng ta còn có cái tên gọi là jailbreak. Thì sau đó thì chúng ta có thể tùy biến rất là nhiều, chúng ta có thể thay đổi giao diện, thay đổi icon, thay đổi wallpaper, cách chúng ta mở khóa. Thì thực sự thời gian đó chúng ta nghịch rất là nhiều vào hệ điều hành iOS. Tuy nhiên những cái hệ điều hành iOS gần đây thì chúng ta đã không nghe đến quá nhiều jailbreak nữa. Cho đến tận khi iOS 14 xuất hiện thì có vẻ như là chúng ta được tùy biến nhiều hơn về phần màn hình cũng như là giao diện hiển thị. Tuy nhiên thì so với Android thì nó vẫn chưa là gì cả, chúng ta vẫn bị cầm chân rất là nhiều. Cho nên là với những bạn nào thích vọc vạch này về phần ứng dụng, giao diện, hiển thị ấy, thì rõ ràng là iOS cũng như là những chiếc điện thoại của nhà Apple không thực sự phù hợp với các bạn. Và kiểu người cuối cùng mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là các bạn sẽ không muốn sống trong một hệ sinh thái hơi có tính chất hút máu của nhà Apple. Nói hút máu thì nghe nó có vẻ hơi mỉa mai, nhưng mà mình sẽ vẫn dùng từ này bởi vì là rất nhiều anh em công nghệ thì dùng từ này với nhà Apple. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì là Apple đã cực kỳ giỏi này, cực kỳ khéo léo khi mà đưa ra những cái dòng sản phẩm của mình và tạo ra một cái hệ sinh thái Apple phải nói là hệ sinh thái tuyệt vời nhất trong cái thế giới công nghệ mà mình biết. Bởi vì là khi mà sử dụng những chiếc điện thoại iPhone, chúng ta có rất là nhiều những cái thiết bị đi kèm mà thực sự nó hoạt động cực kỳ tuyệt vời. Ví dụ như kiểu là một chiếc AirPods này, chúng ta có Apple Watch, chúng ta còn có HomePod Mini, chúng ta còn có iPad, chúng ta còn có những cái account khác của nhà Apple mà đều có thể sử dụng dịch vụ cũng như là những cái tính năng thì cực kỳ tuyệt vời. Nó làm cho mình có một cái cảm giác là chỉ cần mua cho mình một chiếc điện thoại iPhone thôi thì mình sẽ bắt buộc là phải mua cùng AirPods, không thể sử dụng bất kỳ một cái tai nghe Bluetooth nào mà tuyệt vời bằng. Hay là thậm chí là bây giờ mình đang đeo một cái đồng hồ nhưng mà mình cũng rất là muốn đổi sang Apple Watch bởi vì nó có rất là nhiều tính năng tiện lợi và nhanh gọn. Cho nên là sống trong cái hệ sinh thái này, chúng ta sẽ rất là bị phụ thuộc vào nhà Apple. Chỉ có điều là những cái dòng sản phẩm của nhà Apple, mặc dù là chất lượng rất là tốt này, rất là đặc biệt, tuy nhiên thì phải nói về phần mức giá, nó luôn luôn nhỉnh hơn tất cả những cái hãng công nghệ khác. Cho nên là mình mạnh dạn dùng từ là hút máu. Cho nên là nếu các bạn nào mà đang muốn sử dụng cho mình nhiều những cái thiết bị từ những cái hãng khác nhau, ví dụ như kiểu là dùng điện thoại Samsung, dùng tai nghe Sony hay là dùng đồng hồ của Garmin, thì rõ ràng là Apple sẽ không phải là một hệ sinh thái mà các bạn muốn dính vào. Vừa rồi thì mình mới vừa nêu ra những kiểu người mà mình đánh giá là không thực sự phù hợp để có thể sử dụng những chiếc điện thoại iPhone. Tất nhiên là nó cũng chỉ đến với nhận định cá nhân của mình thôi. Còn nếu các bạn có bất kỳ những cái sự trùng lặp nào trong kiểu người mình vừa nêu ra mà vẫn muốn sở hữu cho mình một chiếc điện thoại iPhone này, muốn thử đổi sang sử dụng điện thoại của nhà Apple, mình sẽ đặt những cái đường link của iPhone 12 series đang có mức giá cực kỳ tốt tại Hoàng Hà Mobile, hay là dòng điện thoại iPhone 11 thì cũng đang có mức giá giảm rất là tốt, thì các bạn có thể tham khảo ở đường link ở phía bên dưới nhá. Nhưng mà nhớ xem hết video này và share cho những bạn nào mà đang có ý định đổi từ Android sang Apple để xem là các bạn có cảm thấy mình phù hợp không nhá. Còn cuối cùng thì hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Bọn mình sẽ tiếp tục upload những video về công nghệ và review những sản phẩm hot nhất. Xin chào, hẹn gặp lại. 3, 2, 1, bắt đầu.